Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ năm, ngày 16 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chiều hôm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tí 2020. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn, Lý Thế Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Duy Trinh ghi nhận và cảm ơn đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đồng hành cùng tỉnh trong quá trình phát triển. Đồng chí đề nghị trong năm 2020, các cơ quan báo chí và văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục làm tốt chức năng định hướng thông tin, tạo tiếng nói chung và sự đồng thuận của xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, tuyên truyền sâu rộng kịp thời đúng định hướng, có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến người dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, phản bác có hiệu quả những thông tin luận điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 37 ngày 18 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về nâng cao vai trò chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện luật báo chí và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đoàn công tác của Ủy ban dân tộc vừa đi thăm tặng quà cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách tại xã Đồng Xá, Văn Minh, huyện Na Rì nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Đoàn công tác của Ủy ban dân tộc đã trao 100 suất quà cho các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách của xã Đồng Xá, Văn Minh. Thông qua những hoạt động như thế này, một lần nữa khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thông qua những chính sách dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội đã và đang thực hiện trong thời gian qua. Từ những chính sách đó nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn cũng vừa tổ chức thăm hỏi chúc Tết gia đình cán bộ lão thành cách mạng Lương Chính Thắng, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt đày Phạm Văn Hùng ở tổ 2 phường Phùng Chí Kiên thành phố Bắc Cạn, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu Nông Đình Nhạ ở tổ 10A phường Đức Xuân. Cùng đợt này, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Cạn cũng đã đến thăm hỏi động viên 9 gia đình là mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu tại địa phương. Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện trong các dịp lễ Tết, thể hiện rõ truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020, huyện ủy Bạch Thông tổ chức diễn đàn Đảng với thanh niên với Đảng. Tại diễn đàn, gần 20 câu hỏi, ý kiến của các đoàn viên thanh niên đã được đưa ra xoay quanh các vấn đề đang được quan tâm như công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng, lòng yêu nước cho giới trẻ hiện nay, thực trạng công tác đoàn, hội, đội ở địa bàn dân cư và phương hướng tập hợp đoàn kết thanh niên vào tổ chức trong thời gian tới, vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ, phát triển lao động và việc làm cho thanh niên, giải pháp để giải quyết thực trạng sinh viên ra trường chưa có việc làm, thiếu việc làm hoặc việc làm không ổn định còn rất cao, vấn đề định hướng lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. Tất cả những nội dung trên đã được Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của huyện Bạch Thông giải đáp trực tiếp. Cũng tại diễn đàn, các đoàn viên thanh niên còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong hoạt động đoàn. Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong năm, lực lượng kiểm lâm đã lập biên bản hơn 360 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, tịch thu gần 370 mét khối gỗ các loại, giảm 125 vụ vi phạm và giảm gần 500 mét khối lâm sản thiệt hại so với năm 2018, chuyển 11 vụ với 7 bị can có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định, giảm 8 vụ so với năm 2018. Bên cạnh đó, trên cơ sở kế hoạch được giao, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với các địa phương trồng được hơn 6.700 hectare rừng, đạt 117% kế hoạch giao. Kết quả nghiệm thu rừng được trên 6.500 hectare, đạt 113% kế hoạch giao.
Năm 2020, Chi cục Kiểm lâm Bắc Hạn xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, từng bước nâng cao độ che phủ rừng của tỉnh, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác trồng rừng, trong đó tập trung vận động người dân trồng những loài cây gỗ lớn, cây đa mục đích, cây có giá trị kinh tế cao. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản cho biết, thời điểm gần Tết Nguyên đán, thị trường trái cây khá sôi động với nguồn cung có xu hướng tăng, đáp ứng nhu cầu lớn vào thời điểm này. Trong đó phải kể đến thanh long đang tăng lên 15.000 đồng 1 kg, gấp đôi so với cách đây 2 tháng và có thể còn đắt hơn nữa vào sát Tết. Giá thanh long ruột đỏ dự báo sẽ còn tăng mạnh và có thể cán mốc từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg khi nhu cầu thị trường Tết tăng cao. Tại hầu hết các nhà vườn trong tỉnh như Trà Vinh, các loại trái cây bán Tết như bưởi, quýt đường, xoài, thanh long được thương lái ký kết thu mua với giá hơn Tết năm trước từ 5.000 đến 7.000 đồng 1 kg. Sau một thời gian giảm mạnh, giá mít tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện tăng trở lại từ 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg so với cách đây hơn một tháng. Được biết, năm 2019, giá trị xuất khẩu rau quả đạt 3,74 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,9% so với năm 2018. Giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả đạt 1,75 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,3% so với năm 2018. Chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Chính vì vậy, thời điểm này, nhu cầu mua sắm các mặt hàng nói chung và đồ gỗ nội thất cũng tăng lên rõ rệt. Theo đánh giá của các chủ cửa hàng, thị trường đồ gỗ nội thất năm nay có phần sôi động, nhộn nhịp hơn so với dịp Tết năm ngoái. Cửa hàng nội thất Hoàng Ba ở tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn hiện có 3 cơ sở kinh doanh đồ nội thất. Trong đó các sản phẩm chính là bàn ghế, giường, tủ, chăn ga, gối đệm. Đối với các mặt hàng làm từ gỗ, có đến 80% là do cơ sở tự sản xuất, nên mẫu mã khá đa dạng, giá cả được chia ra ở nhiều phân khúc để đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của người dân. Để thúc đẩy kinh doanh cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào dịp Tết, cửa hàng đã tung ra thị trường nhiều mẫu bàn ghế mới với chất lượng gỗ tốt và có chính sách khuyến mại đến khách hàng. Theo như thông lệ thì cứ Tết đến xuân về thì từ đầu tháng 12 âm thì cái lượng khách hàng của nội thất Hồng Ba tăng lên đáng kể. Về cái sản phẩm gỗ với đệm thì năm nay thì đối với Hoàng Ba thì cũng chuẩn bị rất nhiều cái mẫu mã đa dạng để cho khách hàng đến lựa chọn. Tổ chức cái chương trình khuyến mại giảm giá tất cả các mặt hàng cho khách hàng. Các sản phẩm gỗ với chăn ga có đệm thì nội thất Hoàng Ba cũng giảm từ 5 đến 50% để cho khách hàng có những cái sự mua sắm cũng có như được giảm giá thì sẽ chăm sóc cho gia đình mình được những sản phẩm tốt hơn và nhiều hơn. Ngoài các mặt hàng như đồ gỗ, chăn ga, gối đệm, càng vào cuối năm thì nhu cầu mua sắm các mặt hàng nội thất khác cũng trở nên sôi động hơn. Theo các cửa hàng, lượng khách hàng đã tăng mạnh kể từ đầu tháng 1 và dự kiến sẽ còn đông hơn trong vài ngày tới. Người dân thường mua sắm những đồ dùng còn thiếu trong gia đình hay đơn giản là mua thêm những vật dụng mới thay thế đồ đã cũ để hy vọng năm mới sẽ có nhiều may mắn hơn. Điện vào đây để xem là có mua sắm rồi. Số đồ dùng gia đình thì có nhiều hơn để chọn, thấy phong phú hơn. Mình đang đi tìm là cái lò vi sóng với lại một cái nồi cơm, thay cái nồi cơm. Tại siêu thị Điện Máy Xanh, mặt hàng được bán chạy nhất vào dịp này đó chính là điện thoại di động và tivi. Năm nay nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao hơn so với dịp Tết năm ngoái, nên đơn vị đã đa dạng hóa các mặt hàng để đáp ứng nhu cầu đó. Theo đại diện của siêu thị này, càng cận Tết, người dân đến mua hàng càng đông hơn. Do vậy, Điện Máy Xanh đã lên phương án và dự trù chiến lược kinh doanh, nhập thêm nhiều loại hàng hóa với giá cả đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Chuẩn bị trước tầm khoảng tầm 2 tháng rồi, thì Điện Máy Xanh đã chuẩn bị những cái hàng hóa về điện tử, điện lạnh, những hàng gia dụng cũng như là hàng nhu cầu của bà con để đảm bảo nhu cầu mua sắm đa dạng của bà con. Thì Điện Máy Xanh đã nhập rất là nhiều hàng hóa với những phân khúc tầm giá khác nhau để bà con có thể thoải mái, có thể có rất nhiều phương án lựa chọn, là có rất nhiều chương trình khuyến mại cũng như là chương trình hỗ trợ trả góp để mình có thể dễ dàng lấy những sản phẩm này về cho gia đình mình trong dịp Tết này. Và dịp Tết, mỗi gia đình đều mong muốn ngôi nhà của mình có thêm nhiều đồ dùng mới. Điều này một phần chứng tỏ những thành quả sau một năm lao động vất vả và mong muốn một năm mới sẽ có nhiều may mắn, nhiều tài lộc hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.